Tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 4 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện chốt trực theo kế hoạch của chỉ huy đơn vị trên phố Lò Đúc quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý các tài xế có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông trên đường sau kỳ nghỉ Tết. Vào trưa ngày hôm qua trong suốt gần 4 tiếng đồng hồ triển khai chốt kiểm soát, tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm người điều khiển xe máy cũng như là xe ô tô, qua đó phát hiện 4 trường hợp vi phạm. Theo đội cảnh sát giao thông số 4, đơn vị hiện vẫn thực hiện nghiêm theo kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông của công an thành phố Hà Nội. Ngoài việc bố trí lực lượng phương tiện tăng cường hướng dẫn điều tiết phòng ngừa ùn tắc giao thông, các tổ công tác của đội thường xuyên liên tục tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc tai nạn giao thông như nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, phóng nhanh lạng lách hay là đua xe trái phép. Đối với các vi phạm về nồng độ cồn trong dịp đầu xuân năm mới, Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 4 khi làm nhiệm vụ đã được quán triệt và tuân thủ nghiêm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cũng theo đội cảnh sát giao thông số 4, trên thực tế việc lực lượng cảnh sát giao thông cả nước xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn đã tạo ra được thói quen rất tốt trong dịp Tết này khi người điều khiển xe máy xe ô tô đã có ý thức không sử dụng rượu bia khi lái xe và trong trường hợp đã uống rượu bia thì đi taxi, hay là sử dụng dịch vụ công cộng để đảm bảo an toàn cho mọi người và cho chính mình.